Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel của mình. Mình là Lập Sutiki và trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ xây một cái tên lửa đẩy nha, hay còn có tên gọi khác đó chính là tên lửa vũ trụ ấy, để giúp con người chúng ta đưa những cái tàu vũ trụ này hoặc là những cái vệ tinh ra bên ngoài không gian để làm nhiệm vụ nha. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chuẩn bị vật liệu xây dựng thôi. Vật liệu xây dựng để làm mà một cái tên lửa đẩy này thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần là chuẩn bị những cái khối bê tông màu đỏ ấy. Ở đây thì mình sẽ sử dụng bê tông màu đỏ nha. Các bạn có thể sử dụng những cái khối bê tông màu khác tùy thích nha. Rồi, ngoài bê tông ra thì chúng ta cần phải có thạch anh nữa. Và thạch anh thì mình đã kiểu như là cho hết vào trong cái rương su cơ màu vàng rồi. Đây mình sẽ lấy cái rương su cơ màu vàng này ra. Đó, có khá là nhiều thạch anh hôm bữa mình dùng còn thừa nè các bạn ơi. Tầm này cũng khá là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xây dựng luôn nha. Và cái khu vực để xây dựng ấy là cái hồ gần cái nhà thờ của mình bên kia kìa các bạn ơi. Tại vì mình thấy cái chỗ đó khá là trống trải luôn. Với lại mình muốn làm cái chỗ tên lửa này nó cách biệt với mặt đất một xíu thì nó sẽ kiểu như là an toàn hơn ấy các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ra ở giữa này và bắt đầu xây luôn nha. Mình sẽ lấy mấy cái khối thạch ra trước cái đã. Đây mình sẽ mang ra khoảng 3 stack máy đi. Rồi một xíu nữa chắc mình phải vào kho để lấy thêm dàn giáo á. Tại vì bây giờ xây dựng thì phải mang theo dàn giáo để cho nó dễ dàng hơn ấy các bạn. Bây giờ mình sẽ làm trước cái phần móng đi. Phần móng thì mình sẽ phần móng thì chắc mình sẽ làm bằng những cái khối bê tông màu đỏ nha. Đây đầu tiên thì mình sẽ đặt trước một khối. Vậy là cái này sau này mình cần phải đổi cái sàn lại rồi các bạn ơi. Ồ gì sắp tới mình phải đổi lại cái sàn này rồi. Rồi để tạm thời thì mình đặt trước một cái khối bê tông màu đỏ đây nha. Đây rồi sau đó mình sẽ kéo lên 3 ô. 1 này, 2 và 3 ô. Sau đó lên tiếp là 2 ô như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ đặt một cái khối bê tông màu trắng ấy ở chính giữa ngay tại vị trí này nha. Rồi sau đó nối ngang thôi và tạo thành một cái hình tròn nhỏ có kích thước là 3, 1 và 3 nha. 3 ở đây. Đó, 3, 1, 3. Bây giờ làm ngược lại thôi các bạn. Đây, 1 này, 3. Đó, và ở đây là 1 cũng như là 3 nữa. Là chúng ta đã có được một cái hình tròn nhỏ rồi. Để coi nào. Đúng chưa ta? Hình như là đúng rồi đó các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ đập những cái khối thừa này ra nha. Đập ra, đập ra, đập ra. Đó, rồi sau đó mình sẽ làm tiếp những cái chân trống ấy màu đỏ như vậy nha. Đây, đặt ở đây một khối nè. Đây một khối. Đây một khối, đây một khối và ở bên đây nữa. Sau đó nó ngược ở phía dưới ra thôi các bạn ơi. Đó. Và sau này mình sẽ đổi cái sàn lại. Các bạn có thể làm sàn bằng đất này, bằng đá hoặc là bất cứ block nào mà các bạn thích nha. Đây, mình sẽ ốp trước bằng mấy cái này cái đã. Nó xuống dưới đây cũng như là ở bên đây. Đó, vậy là chúng ta đã được xong cái phần trống rồi đó các bạn ơi. Đây. Và phía dưới này các bạn có thể ốp bằng những cái... Mình nghĩ là ốp bằng khói đi nha. Ồ, ở đây chắc mình sẽ ốp bằng khói luôn nha các bạn. Đây, ốp bằng khói nè. Khói ở đây. Khói ở đây để che cái phần bên trong lại. Để một xíu mình còn làm cái phần sàn ở bên trong và mình trang trí nữa ấy các bạn. Rồi, ốp qua bên đây nè. Cũng như là ở bên đây nữa. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu làm cái chỗ để kiểu như là tạo ra lửa ấy các bạn ơi. Công việc còn lại của mình ấy là đi lên trên để ốp những cái khối bê tông trắng. À không, những cái khối thạch anh vào thôi ấy các bạn ơi. Đó, và ở chính giữa này nè, mình sẽ gắn những cái lửa trại ấy. Tại vì lửa trại thì nó sẽ bốc khói lên, nhìn nó sẽ giống thật hơn. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu trèo lên trên nha. Hiện tại thì mình còn hơi thiếu những cái khối bê tông màu đỏ nè. Để một xíu mình vào trong mình chế tạo thêm mới được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đặt trước một cái khối bê tông màu trắng ở ngay cái chân trống màu đỏ nha. Rồi sau đó mình sẽ đặt thêm một ô nữa ở đây. Một ô ở đây, một ô ở đây và một ô ở đây. Sau đó mình sẽ bắt đầu ốp kính vào nha. Nhưng mà bây giờ mình sẽ ốp hết ở xung quanh trước cái đã. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu đi vào bên trong để lấy kính nha các bạn. Ok, cảm ơn mình đã chế tạo xong những cái khối bê tông màu trắng rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gắn kính vào đây nha. Đây, mình sẽ gắn kính ở ngay vị trí này. Ở bên đây cũng như là ở bên đây nữa. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu ốp tiếp những cái khối thạch anh ấy. Làm sao cho nó ngang với cái những cái khối titan này nha. Rồi, và sau đó mình sẽ ốp thêm một lớp nữa và cao hơn cái khối titan này vòng block như thế này nè. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu tiếp tục viền ở phía trên ấy là những cái cầu thang nha. Cầu thang thì mình sẽ viền ở bên đây. Đó. Ở góc này thì chúng ta có thể gắn vào những cái block thạch anh như bình thường nha. Tại vì ngay vị trí này thì chúng ta gắn cái cầu thang thì nó sẽ không có thích hợp ấy các bạn ơi. Và mình sẽ gắn thêm ở bên đây cũng như là bên đây nữa. Đó. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục làm thêm một lớp màu đỏ nữa nha. Đây mình sẽ gắn tạo một block ở đây đi. Rồi sau đó mình sẽ gắn một cái khối bê tông màu đỏ như thế này. Đó. Ở bên đây cũng như là ở bên đây nữa. Và cái lớp bê tông màu đỏ này thì mình sẽ cho nó lên cao khoảng
Cái này mình có nên cao khoảng 2 block không ta? Mình dự định sẽ cho nó lên cao khoảng 2 block ấy các bạn ơi. Và mình sẽ gắn thêm một cái lớp kính ở đây nữa. Đó, có nhiều kính thì sẽ đẹp hơn ấy các bạn. Rồi, giờ mình sẽ gắn tiếp ở đây nha. Và mình sẽ lấy lại cái khói này mới được. Đó, lấy lại, cẩn thận. Để không thôi nó rơi xuống dưới, mất công đi xuống dưới. Mới nói để không thôi nó rơi. Rồi, giờ mình sẽ gắn tiếp ở đây nè. Ở đây cũng như là ở bên đây nữa. Hai khối gì có được chưa ta? Ô, mình nghĩ lên cao 3 luôn đi các bạn ơi. Đó, lên cao 3 thì nhìn cái cửa sổ thì nó sẽ đẹp hơn ấy. Đó, và như vậy. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp cái phần ở phía trên cùng thôi. Và bây giờ mình sẽ chế tạo thêm những cái cầu thang nha. Làm cái này thì tốn khá là nhiều thạch anh đấy các bạn ơi. Thành ra các bạn nên chuẩn bị nhiều nhiều thạch anh một xíu nha. Rồi, gắn ở bên đây nè. Ở bên đây cũng như là ở bên đây nữa. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm cái phần mũi của cái tên lửa đẩy này nha. Phần mũi thì mình sẽ ở đây mình sẽ bắt đầu gắn những cái khói trước đi nha, để cho nó tạo cái kiểu như là độ cao nhất định đi các bạn ơi. Đây, gắn khói 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 khói, sau đó mình sẽ gắn tiếp những cái cầu thang nha. Đây, chế tạo thêm cầu thang và gắn ở những vị trí này này này, và trên cùng thì mình có thể gắn vào một cái khối bê tông đỏ, thêm một block ở trên. Và giờ mình sẽ lấy cái rương Ender ra nè. Và mình sẽ lấy cái rương mà chứa những cái đó là cái đâu ta, cái thanh gậy èn này nè các bạn ơi. Mình chỉ cần một cái thôi để mình gắn ở trên cùng ấy. Đó, để thắp sáng luôn. Và một phần để trang trí nữa. Và ngay vị trí này thì mình có thể gắn vào đây là những cái slab chẳng hạn. Ồ, để mình thử chế tạo những cái slab xem. Gắn vào đây. Đó, vậy là xong rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái phần phía trên của cái tên lửa rồi đó các bạn ơi. Đó, và trên đây là những cái slab giống như cái cầu thang, mình nghĩ là nó không có spawn quái đâu. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy lại những cái rương này nha. Rương end nè, cắt vô đây. Đâu đúng không ta? À đúng rồi. Và lấy lại cái rương ender luôn. Đó, cũng như là cái bàn chế tạo, rồi chúng ta bắt đầu xuống dưới nha. Để mình xem lại một vòng nữa cái đã. Cũng khá là giống ấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xuống dưới và lấy thêm thang nhé. Ui da, té rồi. Để coi nào, mình sẽ lấy thêm thang á để mình có thể gắn ở phía dưới này nè. Mình coi coi cái rương nào mà có chứa thang ta. Mình nhớ có một cái rương có chứa thang á. Để coi nào. Ủa, rương này nè, rương này có chứa mấy cái khối thang nè các bạn, nhưng mà nó không có gỗ. Ủa, bây giờ mình phải đi vào trong nhà để lấy thêm gỗ nữa, tại vì cần gỗ thì mới có thể làm được những cái lửa trại các bạn ơi. Ở ngoài ngoài ra thì mình sẽ sẽ lấy thêm đất quá à. Mình dự định sẽ làm cái phần sàn ở giữa cái hồ ấy là bằng đất đi, nó để cho nó giống ở bên ngoài. Hoặc là mình có thể sử dụng những cái lõi đá chẳng hạn. Đây, mình sẽ gắn vào nè, ở đây, ở bên ui ui, giờ mình phải đặt cái này ra nè, nếu không thôi là mất cái lửa trại á. Hình như cái cây cúp mềm mại á có thể lấy lại cái lửa trại này á các bạn ơi. Để một xíu có gì mình thử mới được. Đó, ở đây và ở bên đây nữa. Ui, cái này đặt sai nè, đặt về mới đúng. Rồi, đó, các bạn thấy giống chưa? Và phía dưới này các bạn cũng có thể gắn vào những cái slab nhé, để che cái phần đáy của cái lửa trại ấy. Nhưng mà mình thì chắc không cần đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu trèo lên trên nè. Và ở đây thì mình nghĩ cũng nên có một cái cửa ấy các bạn ơi. Và cửa thì chắc mình sẽ đặt cửa hướng hướng bên đây đi nha. Mình sẽ đặt cửa hướng bên đây đi. Rồi sau đó. Mà không được, cái cửa phải hướng. Thường thường cái tên lửa ấy các bạn thì nó sẽ có một cái bệ gắn cạnh bên ấy, giống như cái bệ phóng vậy ấy. Mình có thể trèo lên và đi vào cái tên lửa ấy. Chắc bây giờ mình sẽ làm cái chỗ đó luôn nha. Và cái chỗ đó chắc mình sẽ sử dụng cái khối mới này đi, cái khối vàng giáo các bạn. Tại vì mình thấy cái khối này khá là đẹp nè. Đó, rồi mình sẽ đặt cái bệ phóng đó ở bên bên phải của tên lửa đi nha. Mình sẽ đặt ở bên phải tên lửa một xíu nha. Ok, cảm ơn anh, mình đã ốp được một phần đất ở phía dưới của cái tên lửa đẩy rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu trang trí thêm ở xung quanh một xíu nữa nha. Mình sẽ viền ở xung quanh cái khu đất này bằng những cái đá mịn này này để cho nó đẹp hơn nha. Đây, mình sẽ viền lại. Đó, như vậy thì phần đất này sẽ nổi bật hơn ấy các bạn ơi. Rồi, đập ra nè và viền tiếp thôi. Và mình cũng đã chuẩn bị thêm ít cái đồ ấy để chúng ta có thể trang trí ở bên trong nữa. Nào là cửa này, rồi một ít cái món đồ nữa để chúng ta có thể làm chỗ điều khiển nữa ấy. Tại vì cái đây là cái tên lửa mà phải có chỗ điều khiển nữa ấy các bạn ơi. Mình không biết ở bên trong nó có những thứ gì ấy, thành ra mình chỉ trang trí mang tính chất là tượng trưng thôi nha. Rồi, giờ mình sẽ trèo lên một cái nè. Ồ, ở đây mình có... Ồ, mình viền tiếp đi. Đó, cho nó giống như bên kia luôn các bạn ơi. Và bên đây, và tuyệt đối không được đạp cái này nha. Đạp cái này là nó sẽ bị sập mấy cái dàn giáo phía trên đấy các bạn. Rồi, và ngay vị trí này thì mình sẽ gắn vào một cái cửa bằng sắt nè. Và mình có thể gắn vào đây là những cái nút nữa. Đây, mình sẽ chế tạo 4 cái nút đi. 2 cái nút ở bên ngoài và 2 cái nút ở bên trong ấy. Đó, và 2 cái nút ở bên đây. Rồi, sau đó thì mình sẽ... Ở đây mình nên đặt... Ủa, đây khói bốc lên ghê thế.
Ở đây khói bốc lên quá trời luôn các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy ra thêm ít cái khói nữa để mình ốp hết ở đây để cho khói nó đừng có bốc lên nhá. Khói bốc lên xuyên block luôn hay sao ấy các bạn ơi. Bốc lên cao quá trời luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ ở đây mình có nên mình định làm cái chỗ đi lên xuống cho nó dễ này, mình sẽ gắn vào một cái cầu thang đi. Đây, mình sẽ gắn cầu thang ở đây nhá. Nó lên xuống cho nó dễ các bạn ơi. Rồi, ở đây chỗ điều khiển là chỗ nào ta? Nhưng mà ở đây mình thấy nó còn hơi thiếu ánh sáng thì phải. Để mình coi có ở đây có sắt không, để mình chế tạo ít cái đèn lồng ấy các bạn. Ui sắt mình cũng không có ở đây rồi, trong cái rương Ender thì sao? À đây rương Ender có sắt nè, mình sẽ chế tạo ra những cái đèn lồng nha các bạn. Đây mình sẽ gắn vào một cái đèn lồng nè, và mình sẽ gắn tít ở phía trên đấy. Giờ mình sẽ trèo lên một cái. Đây trèo lên và gắn ở tít trên cùng này này. Đèn lồng. Ồ có tối quá không nhờ. Họ kệ đi, gắn ở trên đó cũng được ấy các bạn ơi. Rồi sau đó giờ mình sẽ đi xuống nè. Chỗ điều khiển thì chắc mình sẽ đặt ở đâu nào thích hợp ta. Mình có chuẩn bị những cái bộ lập này, những cái cổng, rồi một ít cái item frame nữa. Item frame thì chắc mình sẽ gắn ở đâu cho thích hợp ta. Mình không biết gắn ở đâu cho thích hợp với các bạn ơi. Gắn ở đâu, mình có 4 cái item frame, mình sẽ gắn ở 4 góc đi. Đó, mỗi góc mình sẽ gắn một cái khác nhau. Ở đây mình sẽ gắn cái la bàn nè. Đó, còn ở bên đây thì mình sẽ gắn vào một cái bộ lập như thế này. Cũng đẹp nè, gắn bộ lọc cũng khá đẹp nè các bạn ơi. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm một cái chỗ kiểu như là cái bàn vậy đó các bạn. Bàn thì mình sẽ gắn trước những cái cổng như thế này, mở ra một cái và chế tạo những cái slab, những cái tấm áp lực ấy các bạn ơi. Tấm áp lực nè, mình sẽ tạo 3 cái và gắn ở phía trên như thế này. Gắn được không? Tấm áp lực gắn ở trên đây không được các bạn ơi, giờ mình phải chế tạo những cái slab rồi. Mình phải chế tạo những cái slab đó ta. Mình thấy mấy cái cổng này sẽ đẹp hơn á. Để mình thử chế tạo những cái slab bằng đá coi. Đó, mình sẽ gắn thử nha. Ở đây. Hợp lý không ta? Cái bàn gì thì nó hơi bự các bạn ơi. Nhưng mà mình nghĩ cũng tạm ổn rồi đó. Giờ mình sẽ làm thêm ít cái ghế nữa ở bên đây nè, cũng như là ở bên đây. Và sau đó lấy cái rương ra cái đã. Rương choáng chỗ ghê. Rồi, và chính giữa này sẽ làm một cái bàn chế tạo đi. Làm sẽ giờ cái bàn chế tạo ra chính giữa luôn nha. Bàn chế tạo chính giữa, vừa là cái chỗ để chế tạo vừa là cái ghế luôn á. Nhưng mà để đẹp hơn thì chắc mình sẽ gắn vào đây. Có nên làm cái cửa không ta? Để mình coi coi mình có gỗ vân sam nè. Mình sẽ làm một cái cửa bằng gỗ vân sam để làm cái giống như là cái ghế tựa đó các bạn ơi. Đây, cửa vân sam gắn ngược là như thế này nha. Vậy là chúng ta đã có cái ghế rồi. Và hai bên chắc mình sẽ gắn vào đây là những cái bảng á. Đây, bảng đây, mình sẽ làm được 3 cái nè. Và gắn ở bên đây một cái và ở bên đây một cái. Vậy là chúng ta đã có ghế ngồi rồi. Và trên đây, tại vì đây là slab ấy, thành ra mình không có trang trí thêm được các bạn ơi. Chỉ làm tượng trưng như vậy thôi nha. Trong thời gian sắp tới nếu mình nghĩ ra cách trang trí nào kiểu như là đẹp hơn ấy, thì mình sẽ trang trí cho các bạn xem nha. Còn giờ chắc mình sẽ cắt đồ, rồi chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn. Như vậy thì chúng ta đã có một cái tên lửa rồi. Rất là đơn giản luôn. Rồi giờ mình sẽ đi ra ngoài nhìn cách tổng thể này cho các bạn xem nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ chế tạo thêm ít cái khối bê tông màu xanh nước biển nữa nha. Đây là có luli nè, mình sẽ đổi ra hết mấy cái mộc nhuộm luôn đi. Đây, và mình sẽ chế tạo thật là nhiều những cái khối bê tông màu xanh nước biển nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình làm xong những cái khối bê tông xanh nước biển cứng nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong những cái khối bê tông màu xanh nước biển cũng như là làm thêm rất là nhiều những cái khối bê tông màu đỏ rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm một cái thùng thính trong game PUBG nha. Mình nghĩ cái này thì có rất là nhiều bạn biết luôn ấy. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu đặt nó tại vị trí này nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt trước khoảng 9 ô ngang nha. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 ô. Mình sẽ tạo thành một cái hình vuông ấy các bạn ơi, có kích thước là 9x9 ấy. Giờ mình sẽ làm tiếp ở bên đây nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 ô. Đó, nó qua đây luôn. Rồi sau khi chúng ta đã được một cái hình vuông như thế này ấy, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm những cái phần mà buộc ở bên ngoài của cái thùng thính ấy các bạn. Là những cái đường màu đen ấy, mình sẽ cách ở bên ngoài góc ấy là 2 ô này, đập ra một cái. Ở bên đây cũng vậy luôn, 2 ô đập ra một cái. Tương tự bên đây nha, 2 ô đập ra ở đây, ở bên đây cũng như là ở bên đây. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào ngay vị trí này là những cái khối hắc diệm thạch nha. Tại vì trong Minecraft thì mình không biết chế tạo những cái khối màu đen, mình thấy nó không có đen hẳn ấy các bạn ơi. Thành ra mình sẽ sử dụng những cái khối hắc diệm thạch mà hôm bữa mình có kiểu như là có thừa ra ấy, cũng như là mình đã đầu thêm một ít rồi các bạn ơi. Và những cái đường dây này thì mình sẽ kéo lên cao khoảng 8 ô nha. 1 này, 2 nè, 3 nè, 4,
5, 6, 7, 8. Các bạn kéo tất cả các khối này lên cao 8 ô luôn nha. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình kéo hết mấy cái này lên 8 ô nha. Ok các bạn ơi, mình đã làm xong cái phần thân của thùng thính rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm phần nắp của thùng thính nha. Và phần nắp của thùng thính thì mình sẽ sử dụng những cái khối bê tông màu xanh lá cây nha các bạn. Đây mình sẽ bắt đầu ốp hết những cái khối này vào ở phía trên luôn nha. Và sau khi mình ốp xong cái phần nắp ấy thì mình sẽ nối những cái khối obsidian này lại với nhau nha các bạn. Thì chúng ta đã hoàn thành cái phần bên ngoài của cái thùng thính rồi. Công đoạn tiếp theo của mình ấy là bắt đầu trang trí thôi. Và trong game PUBG ấy thì thùng thính có cái làn khói màu đỏ ấy, các bạn ơi. Nhưng mà trong Minecraft thì chúng ta không thể nào tạo ra được khói đỏ ấy. Thành ra mình sẽ sử dụng cái beacon nha. Và sau đó mình sẽ gắn một cái khói kính màu đỏ phía trên để tạo thành một cái ánh sáng màu đỏ thay vì cái ánh sáng trắng như vậy nha. Để thông báo ở đây là cái thùng thính ấy các bạn ơi. Rồi sau đó mình sẽ nói qua bên đây. Vừa đủ luôn nè. Rồi sau đó ốp hết bằng những cái khói bê tông màu xanh lá cây là chúng ta đã xong cái phần nắp thính rồi đó các bạn. Ở đây mình còn ba mươi mấy khói nè. Búp ở đây và ở bên đây nữa mình sẽ trừ một ô nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nè và mình sẽ bắt đầu lấy ra những cái khói sắt ấy các bạn ơi, để mình có thể kích hoạt cái beacon lên đấy. Hay là mình có thể dời hết nguyên cái beacon đi vào bên trong luôn ấy các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ thì mình chỉ tạm thời lấy ra 9 khói thôi nha, để chúng ta có thể kiểu như là kích hoạt cái beacon lên thôi. Còn trong thời gian giữa hai tập ấy thì mình sẽ cố gắng mang hết những cái khói ở bên đây qua bên kia luôn nha. Rồi 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Rồi sau đó mình sẽ đi lên. Rồi sau đó mình sẽ dời cái này qua bên kia luôn nha. Và bây giờ mình sẽ vào trong kho nữa, tại vì mình cần phải có cái khối kính màu đỏ nữa các bạn ơi. Và nhìn từ xa thì cái thùng thính của chúng ta cũng khá là hoàn thiện rồi kìa. Rồi giờ thì đi lấy cái khối kính màu đỏ thôi. Khối kính màu đỏ đâu ta? Đây mình có 4 cái nè, mình sẽ lấy ra một thôi. Và bây giờ mình sẽ đặt cái beacon ở phía dưới của thùng thính nha. Các bạn có thể làm những cái thùng thính ấy to hơn tùy thích nha. Ở đây mình làm ở kích thước vừa phải thôi, không quá nhỏ mà cũng không có quá to ấy. Rồi sau đó mình sẽ gắn vào đây là những cái khối sắt ở đây nè. Đây, ở bên đây ở chính giữa là một khối kim cương và xung quanh là những cái khối vàng. Như vậy thì nó sẽ rất là đẹp luôn. Mặc dù cái này thì nó không có mắc tầm được các bạn ơi, nhưng mà mình sẽ cố gắng cho nó mắc tầm trong thời gian giữa hai tập sau nha. Ở phía trên đó thì các bạn nhớ gắn vào cái khối kính nha, khối kính vô đây. Rồi ốp lại như thế này. Mà bên trong thì nên cắm đuốc cái đã. Tại vì làm gì cũng vậy, chúng ta nên cắm đuốc ở những chỗ tối các bạn ơi, để tránh trường hợp quái nó xuất hiện ấy. Ở đây đó, thế là chúng ta đã xong cái thùng thính rồi. Ồ, rất là đơn giản luôn. Ồ, vậy là cái chỗ của mình đang ở hiện tại sẽ có một cái thùng thính rất là bự luôn nha. Và mình sẽ cố gắng kích hoạt nó mắc tầm trong thời gian giữa hai tập sau nha các bạn. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi làm công việc tiếp theo nha. Và cũng khá là lâu rồi mình chưa có một chuyến đi mai nào hết các bạn ơi. Thành ra bây giờ chắc mình sẽ làm một cái chuyến đi mai nha. Và lần này thì mình sẽ đi mai ở một cái hang gần cái ngôi làng ở bên kia của mình. Tại vì hôm bữa mình có thấy một cái hang nhỏ nhỏ mà mình chưa kịp khám phá cũng như là cắm đuốc lên đấy các bạn ơi. Và mình có một ít cây đuốc ở đây để coi trong rương này còn đuốc không cái đã. Trong rương này cũng hết đuốc rồi, nhưng mà mình sẽ mang theo ít cái que ra, ít cái khói than để một xíu mình sẽ chế tạo thêm nha. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu qua cái hang đó luôn nha. Hang đâu ta? Đây hang đây. Ui. Mình phóng con trứng ra bé gà luôn kìa. Giờ mình sẽ nhặt lại cây đuốc nè. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu đi xuống hang nha. Ui, xuống hang này hơi nguy hiểm một xíu các bạn ơi. Cái mũ mình gần hỏng mất tiêu rồi, còn 72 độ bền thôi. Phải lưu ý nha các bạn. Đi một hồi mình sợ hỏng cái mũ. Tại vì dưới hang thì sẽ có rất là nhiều quái, nó sẵn sàng nó đánh mình ấy. Để coi mình nhặt lại cái mấy cục đá này cái đã. Ồ, cái hang này nhiều mấy cái cục redstone cực các bạn ơi. Ồ, ở đây nhiều redstone vậy. Ok, đào luôn. Giờ mình sẽ lấy ít ở đây nè. Wow, quá trời luôn. Đào nãy giờ được mười mấy hai chục quặng rồi nè. Cũng như là bên đây nữa. Nhiều redstone cực nhưng mà vẫn chưa thấy kim cương đâu hết ta. Bên kia là một cái hang nữa, nhưng mà mình nghĩ là nên khám phá ở hướng bên đây trước đi. Tại vì bên đây vẫn còn hồ lava các bạn ơi. Đổ ra một cái. Đợi cho nước nó chảy ra. Rồi bên đây còn nữa nè. Đấy các bạn thấy chưa, quá trời mấy cái redstone luôn á. Đây mình sẽ lấy cái quặng về nè. Qua bên đây luôn nha. Tại vì bên đây còn lava nè. Ô, bên kia là cái hồ lava nữa hay sao á. Ô, được để mình đi thử nha. Có không? Ô, có sắt nè. À đúng rồi, bên đây là cái hồ lava mới nữa. Ô, có sắt luôn, mang sắt về nha.
Để coi nào, ở bên đây là một cái hang hay sao á, mình nghe tiếng con nhện này các bạn ơi. Để mình đi lên đây thử nha. Nhện đâu ta? Nghe tiếng có một con, chắc không phải là cái spawner đâu. Bên đây nè. Tới chưa? Khu mỏ à. Ô, khu mỏ các bạn ơi, đây là khu mỏ. Đi một xíu là gặp khu mỏ rồi. Ô, có vàng nè. Thường thường vào khu mỏ thì chúng ta sẽ tăng tỷ lệ gặp được vàng rất là nhiều luôn ấy các bạn ơi. Đi một xíu là gặp vàng à. Và phía dưới mình vẫn nghe tiếng lava nữa. Cái này thì vẫn đi lên hả? Để mình kiểm tra hết mới được. Yay. Ô, tìm được kim cương rồi các bạn ơi. Và đây chính là tọa độ nha. Ô, đi một xíu đã gặp được kim cương rồi nè. Gần cái khu mỏ luôn chứ. Ồ hay á, để mình qua bển lấy kim cương trước cái đã. Để coi nào. Qua đây một cái nè. Rồi, và nên đổ nước ở đây ra nha. Để chúng ta có thể kiểu như là tạo thành hắc kim thạch ở phía dưới. Như vậy thì sẽ an toàn hơn rất là nhiều luôn. Sau đó dùng cây cúp mềm mại và đào ra thôi. Mình sẽ nhìn trước coi được bao nhiêu quặng trước cái đã. Trên đây còn nước nữa hả? Tắt nước luôn đi, mình không có muốn có nước đâu. Đào ra. Thì chỉ có 2 quặng hay sao à? Ô không, 4 quặng. Vậy 4 quặng lặng, cảm ơn ơi. Bên đây còn đường nữa hả? Ok, mình sẽ dùng cúp mềm mại để đào ra nha. 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6 quặng luôn. Không những 4 mà là 6 cảm ơn ơi. Ô, vậy. Rồi qua bên đây coi. Còn kim cương không? Ồ, đây là một cái hồ lava nữa. Creeper. Kim cương. Ồ, có phải không? Ui, no. Rồi vô góc hẹp các bạn ơi. Vô góc hẹp là mấy con creeper nó sẽ nổ ấy. Mình chạy không có được đâu. Và bên đây là cái hang cùng rồi. Nhưng mà có sắt thì mình sẽ lấy thêm ít sắt trước cái đã. Phía trên mình hình như có con zombie hay sao á. À đúng luôn, có con zombie ở phía trên mình các bạn ơi. Bên này cái hang hồi nãy. Nè, có vàng nữa nè. Wow, quá trời vàng luôn. Lấy vàng về. Ui da. Sắp tới chắc mình sẽ xuống nè đợi để farm vàng nhiều hơn các bạn ơi, để chúng ta có thể kiểu như là về làm cà rốt vàng ăn ấy, ăn những cái thức ăn kiểu như thịt hoặc là khoai tây thì nó sẽ không có no lâu được, ăn đi một xíu là nó sẽ đói, là ăn mấy cái cà rốt vàng thì sẽ rất là no lâu luôn đó, thành ra mình khá là thích đó. Rồi giờ đi xuống nè, ăn thêm một cục thịt gà nữa. Ui bên kia còn vàng kìa, một xíu phải nhớ quay lại để lấy mới được. Nhọn zombie hả? Đi qua bên đây nữa coi. Bên đây. Yay, kim cương nữa các bạn ơi. Rồi, kệ đi cho nó nổ đi. Và đây chính là tọa độ của chỗ kim cương này nha. Ôi tính ra cái hang này nhiều kim cương ghê luôn á. Nãy giờ 2 chỗ rồi. Wow, dùng cúp mềm mại tiếp nha. Cúp mềm mại đây. 1 quặng nè. Nên đào ra mới được. Không nên bất cẩn nha các bạn. Có 2 quặng à. Ô không, 3 quặng, 4 quặng luôn. 4 quặng, 5 quặng. Ô 5 quặng nè, 6 quặng luôn. Được tặng là 6 quặng rồi các bạn ơi. Ô vậy là mình được tới 12 quặng kim cương rồi. Vậy giờ mình sẽ đi thêm một xíu ở bên đây nữa coi. Bên kia còn đường không ta? Để mình qua thử cái đã, kiểm tra hết mới được. Tại vì mình thấy cái hang này khá là may mắn á. Để coi nào. Ở bên đây có sắt rồi. Bên kia cũng hết đường rồi. Quay ngược lại để lấy số vàng hồi nãy nữa. Ở bên đây có ít sắt nè, chắc giờ chủ yếu tìm kim cương đi. Và có con zombie mặc full giáp vàng kìa. Ô nguy hiểm giờ. Dubli hả, lấy luôn. mình chỉ đào Dubli thôi mà. No. Ok các bạn ơi, mình đã tìm thêm một chỗ có kim cương nữa rồi. Và đây chính là tọa độ nha. Ồ lần này thì tới 8 quặng lần các bạn ơi. Rất là thích luôn á. 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 quặng. Oh my god. Lấy luôn đi mà được tặng thêm kim cương nữa thì tuyệt vời còn gì bằng các bạn. Rồi quay ngược lại thôi. Ở phía dưới này mình nghe tiếng lava nè. Để mình đào ra thử coi. Còn ở đây còn kim cương không? Biết đâu tìm thêm được kim cương ở đây. Ồ cái này lava ở thấp giờ. Chỗ lava thấp này nguy hiểm lắm luôn á. Trượt chân ấy mà té xuống dưới là xác định luôn. Bên đây thì sao? Bên đây nó nói là cái hang hồi nãy các bạn ơi. Có redstone nè. Mà thôi đi không lấy redstone nữa đâu. Giờ chủ yếu đào kim cương mang về thôi. Ui.
À, mình có trò cho con skeleton bắn. Ừ, bắn đi. Rồi, chưa kịp bắn nữa là bị Reaper nổ banh xác rồi các bạn ơi. Rồi, cầm đốt lên lại nè. Ủa, ở trên làm gì nhiều quái vậy? Ở trên nhiều quái lắm luôn á, nó rơi xuống quá trời nè. Hình như trên có spawner hay sao á. Ok, về để mình lên trên thử các bạn ơi. Và cái khu mỏ đó chắc mình sẽ quay lại trong những dịp sắp tới mới được. Tại vì khu mỏ đó mình nghĩ nó sẽ rộng á. Để coi nào, bên đây còn hang nữa. Ngày hôm nay thì chủ yếu khám phá hang thôi các bạn ơi. Những buổi sau thì sẽ khám phá những cái khu mỏ nha. Đây, bên đây là đường cũ đúng không? Hồi nãy mình thấy hình như bên kia còn đường kìa. Đó, đi qua hướng bên kia coi. Mình cần đổ xô nước ra. Ra đây, ăn vô một cái. Chắc mình sẽ vứt bớt những thứ không cần thiết. Kiểu như là que thì mình cần nè. Que thì mình làm đuốc đi. Đó, làm đuốc ra bớt nè. Đó, cái này mình sẽ làm thêm đuốc nữa. Than cho này vào. Đó, được rất là nhiều rồi. Vứt bớt mấy cái mắt nhện nè. Đá qua underside. Đá nhẵn. Đá dark bright. Đó, rồi đi tiếp thôi. Cái thuốc súng ấy thì mình phải giữ lại nha các bạn. Tại vì mình cần thuốc súng để chế tạo thêm pháo hoa này. Và những quả TNT nữa để sắp tới mình còn đi troll. Rồi, qua bên đây. Ô, có vàng nè. Có vàng luôn. Hết rồi. Ồ, chỉ có vậy thôi à. Ồ, tính ra cái đường này là đường cùng rồi. Và có rất là nhiều cái quặng sắt chung một chỗ nè. Mấy cái quặng lớn lớn gì mình thích cực luôn ấy. Là rất là thích luôn các bạn ơi. Đi qua bên đây coi còn đường nào chưa đi không ta. Có vẻ đi hết rồi. Ui ui. Con nhện bị bắn rồi kìa. Đứng yên cũng bị bắn nữa. Ui, bắn hụt. Ồ, vậy là nhện quýnh không lại con skeleton rồi. Tại vì con nhện khá là ít máu các bạn ơi. Bị con skeleton bắn vài hit là ngõm à. Qua bên đây coi. Bên đây có vàng nè. Lấy vàng luôn. Có sắt kế bên nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lấy thêm sắt luôn nha. Sau đó mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây. Có sắt nữa à. Mình nghĩ những chỗ sắt thì an toàn thì nên lấy đi các bạn ơi. Tại vì nó không có nguy hiểm ấy. Thường thường mấy chỗ sắt ở gần lava thì chắc mình sẽ hạn chế lấy. Để tránh trường hợp mình rơi xuống lava hoặc là mấy cái quặng này nó rơi xuống ấy. Và qua bên đây coi. Để xem nào. Bên đây là đường mình đi rồi nè. Và mình nghe tiếng lava nữa. Mình nghe tiếng lava nữa các bạn ơi. Mình đi xuống đây thử coi. Rất là gần nè. Đây là một cái hồ hay sao á. Chuẩn luôn, để mình qua đây coi. Biết đâu lại tìm được kim cương á. Đặt này ra, bay qua đây. Wow, một cái hang mới nữa. Tính ra ở đây nhiều hang lắm luôn á. Có Luli nè, mình sẽ lấy Luli về các bạn ơi. Sẽ kiểm tra kỹ mới được. Biết đâu trong đây lại có kim cương á. Có vẻ không có rồi. Kệ, lấy Luli về cũng được. Vào bên đây có sắt á. Sắt thì chắc không cần lấy đâu. Ủa, cái hang này chỉ có vậy thôi hả ta? Không, mình nghĩ cái hang này sẽ còn thêm mấy các bạn ơi. Để mình thử đi về bên đây một xíu coi. Mình đi trên lava là thỉnh thoảng mình vẫn bị mất máu nha các bạn. Kiểu như những cái hạt lava nó bắn lên trời ấy. Mình đi ngang là mình sẽ bị mất máu hay sao á. Vậy là mình mất hết viên kim cương, mất hết một quặng rồi đó hả? No. Một nè. 2 nè, 3 nè, đây chính là tọa độ nha các bạn. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô, 9 quặng. Ô, vậy là mình làm mất hết một quặng rồi. Thì cái tình luôn, mình đào nhanh quá, cúp mình đào nhanh quá các bạn ơi, mình dừng lại không kịp ấy. Làm mất hết một quặng rồi, tiếc ghê luôn. Lâu lâu mới gặp được cái quặng kim cương lớn tới 9 quặng chung một chỗ ấy. Rất là hiếm luôn. No. Spawner rồi các bạn ơi. Ui, Reaper. Ui da. Rồi, hết đuốc, cắm đuốc. Ui, đừng. Ui, mình đi một hồi lại lạc vô cái động zombie nữa. Khổ ghê. Ui, đừng. Ui, bầy đàn zombie ở đây đang đợi mình. Thiệt tình luôn á. Đi làm mai mà đi bị lạc hoài. Ui da. Đừng. Cái mũ mình còn có một ít đồ bền thôi. Cẩn thận mới được các bạn ơi. Cái này phong ấn lại. Ui. Ui da, ai da, ở đâu ra vậy? Ui, quên ăn nữa. Mình phải ăn lại nữa các bạn ơi. Quên. Giờ người mình nhiều kim cương lắm luôn á, mắc là tiếc lắm. Mình sẽ cắt bớt đá vô đây đi. Cắt bớt đá vô.
cắt ít que vô để lấy cái chá táo vàng nè, lấy cái giáp ngựa về cho ngựa của mình, lấy thuốc súng, lấy chỉ và xương thì chắc bỏ vào đây đi, tại vì bột xương mình có thể chế tạo ấy. Và bên đây thì mình sẽ lấy chỉ nè, redstone lấy luôn, lấy yên cưỡi, lấy xác sắt một bạn chắc không cần đâu, hạt dưa hấu có rồi. Tính ra đây là một cái hang mới nữa. Ồ, vậy là ở dưới cái ngôi làng của mình rất là nhiều thứ mà mình chưa khám phá luôn ấy. Vậy mà trước giờ mình cứ ở trên mà đâu hay biết gì đâu. Phía trên đầu mình còn hang nữa hay sao nữa nè. Để mình kiểm tra luôn các bạn ơi, rồi thắp đuốc một bể luôn á. À, để cái hang hồi nãy mình đi. Ok. Vậy là cái này nó kết nối lại với nhau á. Bị cháy. À, cái mũ của mình còn có 56 độ bền thôi. Đó, bây giờ vừa xài vừa để ý mới được. Một hồi hỏng mũ là ha, tiếc lắm luôn á. Mũ mình có chậm hỏng với bảo vệ 3 khá là tốt ấy các bạn. Rồi, gặp sẽ lấy thêm ít sắt ở đây cũng như ở bên đây nữa. Những cái sắt dễ lấy thì mình cứ lấy hết thôi. Và bên đây là một cái hang tiếp nè. Bên đây có sắt, lấy sắt. Để không thôi bỏ thì phí lắm. Và mình nghe tiếng lava đâu ở phía dưới nữa hay sao, đúng không ta? Đúng luôn các bạn ơi, tiếng lava ở phía dưới nữa nè. Mình đi xuống dưới và kiểm tra một thể luôn nha. Hy vọng là gặp kim cương nữa. Mình khá là thích luôn á, tại vì đi nãy giờ gặp quá trời kim cương luôn rồi. Có hết nghe rồi. Ủa kỹ ta, mới nghe tiếng mà, nè. Chắc nó troll mình rồi. Qua đây coi thắp đuốc có hết mới được. Có vẻ đây là đường cùng đúng không? Tên đen chuẩn luôn, đường cùng bị gan mà. Thường thường mấy cái hang này dễ bị đường cùng lắm các bạn ơi. Và đây có ít sắt chắc mình sẽ lấy về luôn nha. Nãy giờ mình đào cũng được kha khá sắt rồi. Mà được 20 mấy, ba đáng ra 30 khoảng kim cương vừa chẳng luôn á. Mà tự nhiên mình lỡ đào hết một viên rồi. Thiệt tình công nhận. Cái cây cúp hiệu sức năm ấy, nhiều khi nó cũng có cái bất lợi là vậy á các bạn ơi. Gặp kim cương không gặp kim cương không kịp ngừng luôn á. Không đào ngừng không kịp các bạn ơi. Và ở đây mình mới gặp được thêm một chỗ có kim cương nữa nè. Và đây chính là tọa độ của chỗ có kim cương này nha. Oh my god. Quá nhiều kim cương luôn các bạn ơi. Để coi cái này được bao nhiêu quặng nha. Nhìn sơ qua thì mình thấy được 5 quặng rồi đó. 6 quặng luôn. Vậy được 6 quặng lận các bạn ơi. Tính ra cái chuyến đi mai nè, mình bội thu luôn rồi. Quá nhiều kim cương mang về luôn. Lấy hết 6 quặng này về nha. Và gần đây mình nghe tiếng lava nữa nè. Chắc mình sẽ đào qua đây để kiểm tra coi cái hồ lava này có kim cương nữa không. Để mình đào một thể luôn á. Như cái hồ này mình đi rồi đúng không ta? Như cái hồ này mình đi rồi. Hồ đi rồi. Ok, quay ngược lại. Đi vô hốc này mà cũng tìm được kim cương nữa. May mắn thiệt á. Rồi, qua đây tiếp nè. Mình nghe tiếng nước chảy ở phía dưới này á. Ok, để mình kiểm tra thử luôn. Kiểm tra hết. Rồi, đi xuống dưới nào. Hết chảy rồi. À, thì gần tới. Ồ, đây là một cái hang nữa hả? Nhiều hang vậy. Ồ, đây là một hệ thống hang rất là khó đi luôn các bạn ơi. Mình đi một hồi chắc bị lạc rồi. Một hồi mình chỉ có nước là đào thẳng lên trên thôi, chứ giờ là mình thật sự là hết nhớ đường về rồi các bạn ơi. Qua đây nè. Đây mình cũng đi rồi luôn. Mình sẽ qua bên đây một xíu. Wow, chắc đi hết cái đường này chắc mình về các bạn ơi. Giờ mình cũng khá là nhiều đồ rồi, với lại mình đang có nhiều kim cương, mình không muốn bị mất đâu. Rồi ok, chắc bây giờ mình sẽ lên ngay vị trí này luôn đi. Hẹn gặp lại các bạn khi mình quay về nhà nha. Ok các bạn ơi, như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã xây được một cái cục thính trong PUBG nè, xây được một cái quả tiễn ở phía kia hồ, cũng như là đã đi mai và tìm được 35 quặng kim cương cũng như là một viên kim cương mình lỡ đập rồi. Và trong thời gian sắp tới, nếu các bạn muốn mình xây dựng, chế tạo hay là làm gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Bye bye.